Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Các bác yêu cây trên cả nước thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác một số tác phẩm. Đầu tiên tác phẩm hoa giấy, một gốc to cổ thụ, và cái dáng của cây này thì nó đặc biệt là cái thân này, thân gốc này rất là to cây, và độ trườn đây, trườn bay ra lên đây hồi lại đấy. Máy quay từ từ chi tiết cho các bác xem. Cái này nó đang tay nào ra tay đấy, bông cành em làm rất là chi tiết kỹ, nó đang ra hoa, đâm em cũng không cắt ra cho các bác xem. Đấy. Một cây cổ to và tay cành rất là kỹ rồi. Đấy, xin chia sẻ các bác. Ra này, đang phun hoa là cứ đà này là đến Tết. Đấy. Hết lớp này ra lớp khác. Rồi, ra bên này cho các bác xem. Đấy, cái cành này bằng cổ dây này, em bay ra những cái chi dăm kỹ này, bay ở đây. Giờ bông hoa là nó cũng xin chia sẻ các bác, nó rít hết này. Đấy, rít hết bông hoa. Rồi, bông nào ra bông đấy, cái này thì cũng xin chia sẻ các bác này. Một cây hoa dưới dáng. Cái này được cái là cây nó đã được cái cốt cách, gốc nó to, và nó bay ra đây, nó trườn bay ra. Và cái cổ ngọn em làm lên đây cũng rất là một cái cốt to đẹp mà em làm rất là kỹ nhá. Cái cốt này cũng xin chia sẻ các bác này. Cái này là 1m45 này. Đấy. Và cái vành thân trên này là 84 phân. Tổng tàn 1m32. Chiều cao từ miệng lên 65 phân. Đấy. Thì cũng xin chia sẻ các bác một cái cốt hoa giấy cũng rất là lâu rồi, mà kỹ như thế này. Thì em xin để cho các bác là 42 triệu bao ship cho các bác nhé. Miền Nam, miền Bắc, gốc chân bệ, bệ bệ. Đấy. Rất đẹp, giờ đang bung hoa. Đấy. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Tiếp theo xin chia sẻ các bác một tác phẩm. Tác phẩm này gọi là mai đá, gọi là tên là xương cá. Cái dòng này thì được cái dòng lá nó nhỏ mà xanh. Đấy, búp với búp đỏ. Xin chia sẻ các bác. Cái này thì là một cái cốt thiên nhiên tạo cho cũng rất là lâu rồi này. Rất cổ kính. À, đấy. Máy quay từ từ để chi tiết cho các bác xem. Thân bệ này. Và đưa lên đây. Cốt lên. Và em tạo những cái bông. Cái này ở ngoài thiên nhiên cũng rất là nhiều năm rồi. Đấy, bông cổ này. Đấy. Mùa này thì cái lá nó bắt đầu nó hơi ủ, nhưng còn mùa kia lúc nào cũng xanh đen. Đấy, mùa này nó... Đây, chia sẻ các bác nữa nữa. Bây giờ đo kích thước. Mày quay đâu quay nữa nữa xong rồi sang bên này, quay lại cho các bác xem cái phần bên này. Cây thì ở vườn thì cũng rất là chật, đâm nó không xoay được phông. Thì hôm nay quay cho các bác là cái mặt chính và mặt đằng sau. Đấy, thì cũng lại nựa cho các bác xem cả hai mặt rất là cân đối. Một cây mai đá ở thiên nhiên này. Đo kích thước cho các bác nhé. Cái này là 1m12 này. 1m12. Và chiều tàn là 1m1. Chiều cao cây này là 1m2. Đấy. Cái này thì cũng xin chia sẻ các bác để cho các bác là 12 triệu bao ship nhá. Đấy. Một gốc xương cá rất là cổ thụ này. Ở miền Bắc thì em chở xe tải đến phục vụ tận nơi cho các bác nhé. Ở tiếp theo sang một cây nữa. Đây, tiếp theo sang một cây dưới nữa này. Đấy, xin để chia sẻ các bác một cây dưới lùn cổ thụ này. Đấy, thì cây này thì cũng xin chia sẻ các bác cái phần chân bệ này. Đấy, một gốc rất là to. Đây có những cái điểm tì đá ghi hết rồi. Bông tàn thì em làm theo lối cổ đấy, từng bông một. Các bác về các bác chơi thì việc cắt xén bông rất là thích.
Bông cổ nó đẹp như này. Đấy, cái mầm lên cao các bác lại xén phẳng xuống. Đây, mày quay vừa chi tiết lại đây cho các bác ngắm cả cái mặt đằng sau này. Cái này được cái thiên nhiên tạo cho, một cái gốc cũng rất là côn cây và trồng trên chậu lâu rồi. Đấy. Cút lùn nực rất là đẹp. Giờ đo kích thước nhé, báo giá các bác về dưới này nhé. Cái vẻ đẹp tự nhiên này, cái này là 1,35 m. Tổng tàn ra đây là 78 phân. Đấy, chiều cao cái này xin chia sẻ các bác là 60 nhé. Cái này để cho các bác là 11 triệu 500 bao ship nhé. Đấy, cây tán cổ làm rất là kỹ rồi, xé tản vân các bác về chơi. Đấy, một cây chơi rất là đẹp để trang trí sân. Tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây dưới. Một cây dưới mà được cái gốc rất là to mà làm theo kiểu lối bầy rừng. Đấy. Bản chất là một cái gốc nó có một cái nét đặc biệt, thân gốc ra đây mà nó cùng nhau một bệ nhé. Nó không phải là bây giờ mình nối ghép các thứ vào nó như một cái cây khác. Dòng này thì lại nuôi càng nuôi thì nó có độ già cây, nó không béo. Và chất lượng thân thì đấy, có những cái thân to, thân bé. Các bác chơi thì sau các bác chỉ cần xén thôi, chơi dưới thích lắm, xén nó thành bông cổ thì thôi rồi, đây là gọi là bây giờ em bán cho các bác là bán lúa lon đấy. Vì đam mê đấy, chia sẻ các bác là bây giờ bán trước để đấy. Còn các bác chơi càng giá trị. Rồi thì cái tác phẩm này cũng xin chia sẻ các bác là để làm sao một cái tác phẩm nó có cái nét thu hút đam mê thì em chỉ muốn làm sao là cùng chia sẻ các bác. Cây thì các bác cây nào cũng được, từ cây xấu cây đẹp các bác về, các mới đầu thì các bác cứ làm dần tạo thành bông, nhìn mỗi có một cái nét khác nhau. Thôi cũng xin chia sẻ các bác tác phẩm này, máy quay quay để đo kích thước này. Đấy, rồi, thôi, đo vành ngoài cho các bác biết, cái này là vào 1,95 m này. Vành bệ là 1,95 m. Tổng tàn ra đây là 1,78 m. Chiều cao cây này là 1,25 m. Cái cây như này thì cũng để cho các bác là miền Bắc là 40 triệu. Miền Nam thì là vào thêm 5 triệu tiền cước nữa, 45 triệu. Đấy. Mà được cả một cái tác phẩm đẹp như này, các bác việc chơi thỉnh thoảng đi chơi giao lưu hay để ở nhà mình làm cho đẹp thưởng ngoạn cũng rất là hay. Và những cái lúc đi làm về ra ngắm cây để cắt tỉa xả check. Một cái sự đam mê của anh em đến uống nước. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy. Xin chia sẻ các bác một cây mai đá hay là cây mực ghép mai thì đấy em làm cũng năm thứ hai rồi, những phần ghép là ổn hết rồi. Đây hoa của mai này, ngoài Bắc này là dòng này rất là khỏe bền, mấy cây như này nó ở núi đá nhiều năm rồi, vài chục năm còn sợ hơn tuổi đời một cái cây nó như này, nó kẹp trên đá mà nó lu như này không biết thời thời gian nào đấy, lu bìu hết ra. Và cây này được cái là một cái thiên nhiên tạo cho nó phóng bay rất là thích này. Ừ. Cốt cách tầm cây chung nhá. Đấy. Xù xì nu cục như này. Bỏ bay gần ra đầu này. Mày nào ra, đấy, phóng ra đây. Cũng xin chia sẻ các bác một tác phẩm mai.
Cái này là 1,08 m này, quanh bệ. Tổng tàn ra ăn đây là 1,2 m. Đấy, nó cũng dài và to chứ không phải bé đâu. Chiều cao cái này sau làm 60. Đặc trưng là một cái gốc như này, rất là cổ thụ, lu cục lâu năm trên núi đá. Rồi, dòng mai ghép. Đấy, các bác chơi rồi các bác biết, dòng rất là khỏe, nuôi rất là thích. Càng làm ra càng thích côn cây giá trị. Rồi, tác phẩm này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 12 triệu 500. Bao ship cho các bác nhé. Chậu vuông rồi. Đấy, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, thì cũng xin chia sẻ các bác một cây me, me quả tròn. Đấy, me quả tròn cổ bông tàn cũng rất là hay. Cây đã được làm rất là lâu rồi. Gốc gốc cổ thụ lâu năm được chạy trườn theo. Đấy, tổng thân tàn 80 quanh bệ. Sáu mươi tám, chiều cao là 58. Tác phẩm này cũng xin chia sẻ các bác là 4,5 triệu, 4,500 triệu bao ship cho các bác nhé. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Rồi, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây hoa giấy tán rủ nhé. Cái này thì cũng xin chia sẻ các bác là cái phần đổ của em này, xuống đây ổ em làm, đưa cái phần ngọn lên, ngoắt lên đấy, đưa vào đây. Cái này bây giờ đang bung hoa thì em không muốn xén nó thành bông nào ra bông đấy, đây những bông nào tách bông đấy rất là đẹp, kỹ chi tiết. Nó đang bung hoa thì thôi, đang lúc này bung hoa đấy, bông tàn này, từng tầng từng lớp một nhé. Đấy, đổ theo nó sắp lên như kiểu thác nước chảy đổ bông, mà nó là một cái tán rủ dáng liễu. Đấy, dáng liễu rất là đẹp. Đấy, rất là chi tiết cho các bác xem này. Đấy, vào đây các bác nhìn đấy, cái nét của một cây tán rủ đẹp này. Các bác để chơi, để bàn, cả để những cái lầu trà cũng rất là đẹp. Rất phù hợp này. Đấy, mặt nào nó cũng đẹp, cân đối nhá. Tôi cũng xin chia sẻ các bác cái tác phẩm này. Phần thân bệ là 40 này. Tổng tàn đổ đến cái đầu ngọn là 76 phân này. Đấy. Đấy, xin chia sẻ các bác tác phẩm này. Đấy, tác phẩm này thì cũng xin để cho các bác là 9 triệu bao ship cho các bác nhé. Một tác phẩm hoa giấy tím Bắc rất là đẹp, bông tàn kỹ mà hoa đang bung, các bác để chơi rất là thích. Giờ chơi là đến Tết dăm cành là đẹp hết rồi. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Rồi, xin chia sẻ các bác một cây mai đá hay là cây xương cá rất là lâu năm cổ thụ. Gốc rất vĩ đại nhé. Cái này thì nó được cái này, thân gốc đây và lên thêm một cái thân này, em xử lý cho nó thêm quả phúc đây rất là đẹp này, tạo thêm cái tử. Ừ, bông tàn xếp rất bay ra, rất là nghệ thuật. Ừ, quay lựa sang bên này cho các bác xem này. Đấy, cho các bác xem là phần thân gốc này. Mặt nào cũng đẹp, không nó lục lạc, nó đẹp như này. Một lũa của cây này nó cũng có một cái vẻ đẹp khác nhau, những cái tàn bông cổ rất là thích. Đấy, quay lại mặt kia đi. Rồi. Rất là chiều tượng, nhiều cây nó cũng rất hay. Rồi, đo kích thước cho quang nhé. Cái này một vanh là 1,28 m này. Tổng tàn ra đây vào 1 m này,
Chiều cao là 1m22. Đấy, 1m22. Cây này thì xin để cho các bác là 11 triệu 500 nhé. Đấy, thân to khúc phác rất là cổ thụ. Rồi, thì cũng cuối video rồi. Một lời cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào tất cả các bác nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.